xin được kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em ạ. Và em xin được giới thiệu, em là Nam Bin đến từ sàn ô tô Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em xin được phép giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe đến từ nước Pháp rất là mới và còn rất là chất. Chiếc Peugeot 5008 sản xuất năm 2018, động cơ 1.6 turbo. Chiếc xe này là màu trắng, nội thất màu đen và có biển số là biển số thành phố. Xe lăn bánh thì được 3 vạn km, còn rất là mới, tất cả sơn zin cả xe 100%. Chủ xe đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Một thiết kế hoàn toàn đẹp mắt và an toàn và rất là nhiều option ở trên xe, rất nhiều phím bấm. Lát nữa chúng ta có thể vào trong cái khoang nội thất của xe, không khác gì cabin của khoang máy bay đâu ạ. Và em sẽ đi một vòng quanh xe cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc xe này. Những đường gân, những mép cản, rồi những chi tiết đèn hậu rất là đẹp, đèn full LED cho mọi người nhé. Xe được trang bị cốp điện rất là tiện dụng. Đây là phiên bản 5+2 chỗ, hàng ghế thứ ba chúng ta có thể mở lên để ngồi thêm hoặc là gập xuống. Đó, những phụ kiện đi kèm theo xe. Và em chỉ cần ấn vào đây là nó sẽ tự đóng cốp xe. Với tầm giá chiếc xe này, trước đây lăn bánh nó rơi vào khoảng tầm 1,5 tỷ, thì bây giờ đến với em chỉ hơn 1 tỷ một chút thôi là anh chị đã có thể sở hữu một chiếc xe sang trọng đến từ nước Pháp, logo hình sư tử rất là đẹp. Mời mọi người vào cái khoang nội thất của chiếc Peugeot 5008 này. Xe của em thì keo chỉ rồi, máy móc tất cả nguyên bản 100%. Nội thất của xe cũng còn rất là mới, căng đét luôn ạ. Ghế ngồi, ghế da rất là căng, thiết kế ghế múi là chạy dọc rất là căng. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và cái viền cửa sổ được trang bị đèn LED định vị buổi tối đấy. Và đây em sẽ mời mọi người vào cái khoang lái của chiếc Peugeot 5008 này. Những chi tiết rồi những thiết kế phong cách châu Âu. Xe được trang bị loa phục cả, âm thanh rất là hay, vô lăng đê cắt thể thao full option, ghế lái chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí. Màn hình tablo là bảng điện tử nhìn rất là sang trọng. Một chiếc xe châu Âu rất là đẹp và sang trọng hiện đại. Cần số thiết kế cũng rất là đẹp. Và em sẽ đi vào cái chi tiết của cái khoang máy này cho mọi người cùng kiểm chứng cái chất lượng của chiếc xe này nhé. Động cơ của chiếc xe này là động cơ 1.6 turbo, rất là mạnh mẽ. Tất cả những chi tiết ốc cao su chân máy rồi ốc mặt máy của em là đều, chiếc xe này là đều nguyên bản hết nhé mọi người nhé. Em quay rất là chi tiết và cận cảnh từng con ốc một, từng dấu sơn nhà sản xuất. Mọi người kiểm tra rất là dễ, qua cái clip này có thể là xuống tiền mua xe luôn được rồi đấy ạ. Về phần ốc cabo rồi keo chỉ cabo, tất cả nguyên bản 100%. Với tầm giá trên 1 tỷ đồng một chút thôi, em đang chào bán chiếc này với giá là 1 tỷ 060 triệu đồng. Quý anh chị đã có thể sở hữu một chiếc xe đến từ châu Âu rất là đẹp mắt và sang trọng, hiện đại và an toàn. Peugeot 5008 sản xuất năm 2018, động cơ 1.6 turbo và xe là biển số thành phố, ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen. Xe chạy đúng 3 vạn 3 km thôi. Em cam kết km chuẩn, không đâm đụng, không ngập nước và hỗ trợ chiếc xe này trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Anh chị nào mà đang có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp cho em nhé. Giá trên đây em báo là còn có thể thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Cứ alo cho em là sẽ có xe. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.